Giữa Sài Gòn tấp nập người qua lại, cụ bà với mái tóc bạc phơ, nụ cười hiền hậu, đã gần 90 tuổi vẫn cần mẫn bán từng nắm xôi nhỏ. Hình ảnh này khiến những ai bắt gặp không khỏi xúc động vì sự chịu thương, chịu khó và tần tảo của cụ. Đó là cụ Nguyễn Thị Nổi, 89 tuổi. Cứ đều đặn vào mỗi buổi chiều, cụ lại bưng thúng xôi ra ngồi bán trước cổng trường tiểu học Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một tháng nay, cụ bệnh nặng phải nhập viện nên không thể đi bán xôi được. Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm gặp cụ ở ngôi nhà nằm ngay gần cuối hẻm 90. Dù mới được tiếp viện, nhưng cụ vẫn rất lạc quan, chỉ mong đôi chân mình sớm khỏe để tiếp tục buôn gánh bán bưng. Ở quê lên á thì đâu có gì chứ bán. Bán xôi thì bán xôi đó. Bán luôn tới giờ. Đi không nổi đi nhà thương nói về. Nói gì hai bữa là. Hỏi bà chưa bán, bán chừng nào và mạnh chắc hết tháng nào mạnh mà được bán. Vì cái tẻ nó giòn. Cái giò còn yếu. Cụ Nổi quê gốc ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cụ lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán xôi đã hơn 40 năm. Công việc hàng ngày của cụ là quầy gánh xôi nặng trĩu trên vai đi bộ từ nhà về bán. Không kể ngày nắng hay mưa, cụ vẫn tần tảo dọc con hẻm bán từng nắm xôi nóng hổi. Mỗi lần bán hết, cụ chỉ kiếm lời được vài chục ít ỏi. Dù cuộc sống vất vả, nhưng kiếm được thu nhập thêm trang trải qua ngày bằng chính sức lao động của mình, cụ vui lắm. Xôi gò và xôi đậu phộng là hai loại cụ Nổi thường bán với giá rất rẻ, chỉ 5.000 đồng. Không chỉ có học sinh mà những người dân đi qua cũng ghé mua xôi của cụ. Ở mua quen rồi đó, phải biết ngồi đó đi, rồi phải đi lại bán mua. Bà đi về dưới kia bà thấy thằng ngồi này bà còn chạy lại bán mua. Nên thấy bà tự nhiên. Tôi bán hơn người là ký rưỡi à, ký rưỡi xôi là ký rưỡi nếp á, rồi được 30 đồng à, không bán không có tiền không bán, ngày nào cũng ngồi bán tới 6-7 giờ vô, từ 7 giờ đi 6 giờ. Không chỉ mỗi cụ Nổi gắn bó với nghề bán xôi mà cả người con gái lẫn con dâu của cụ cũng mưu sinh từ chính công việc này. Dù tuổi đã cao nhưng cụ vẫn còn chăn trở lắm vì chưa thể lo cho cuộc sống đủ đầy. Bán hơn ngày những vụ việc đã cũng thường, mà giờ có nước mình nấu xôi ăn nó ngon nữa không? Mình thử ra hả? Người ta ăn được, người ta ăn hoài đó. Cuộc sống mưu sinh của cụ cứ thế trôi qua theo bao nỗi nhọc nhằn, vất vả. Nhưng đối với cụ, thì nào còn khỏe, còn đi được, cụ vẫn nấu xôi đậu phộng để bán. Với cụ, bán xôi không chỉ vì cuộc sống mưu sinh, mà nó còn là người bạn đồng hành, theo chân cụ lúc tuổi xế chiều.